Bài 2.47 thì đề nó là như thế này ha. Câu A là tìm ma trận quá độ của hệ. Thì bạn mình giải câu A như thế nào? Rồi, bạn mình giải câu A bằng cách là tìm ma trận A, quy đổi cái hệ phương trình trạng thái về dạng ma trận. Sau đó có được ma trận A rồi thì suy ra ma trận quá độ theo công thức này ha. Ở ma trận quá độ là như thế này. Vậy là xong câu A. Câu B là tìm đáp ứng x1, x2 khi x1 giá trị đầu của x1 bằng 2, giá trị đầu của x2 bằng 1. Thì bạn mình giải khi nãy ma trận quá độ là dạng tần số, bây giờ chuyển về miền thời gian, bạn mình chuyển rồi ha. Tới câu B thì xt bằng như thế này. Bạn thấy cái giá trị đầu vào. Rồi bạn mình thấy cái giá trị đầu vào x1 không, x2 không nè, thế vào. Rồi sau đó là được x1, x2 theo thời gian. Ủa sao không nhân vô luôn? Tới đây là nhân vô đi chứ. XT là bao gồm là một ma trận cột, có x1 là thành phần hàng thứ nhất, x2 là thành phần hàng thứ hai. Bạn phải nhân cái này để bạn ra kết quả cuối cùng là x1 theo t, x2 theo t là bằng bao nhiêu, chứ sao bằng dừng ở đây không tính tiếp nghe không? Chỗ này bài này giải chưa đầy đủ. Còn sau thời gian bao lâu thì x1 t và x2 t bằng nhau? Thì bạn mình giải bên đây, xin lỗi, có nghĩa là cái bước này bạn mình chưa nhân phân phối. Nhưng mà qua cái bước này nè, bạn mình bắt đầu nhân phân phối vô để được kết quả x1 theo t, x2 theo t là như thế này, thấy không? Và để cái thằng x1, x2 nó bằng nhau thì bạn mình gắn nó bằng nhau và bạn mình giải ra được. Và được là t bằng 0,081 giây. Có nghĩa là khi mà hệ thống có cái điều kiện đầu, nhớ nha, có cái điều kiện đầu là x1 không bằng 2, x2 không bằng 1, và cho hệ thống hoạt động, thì sau 0,081 giây thì x1 sẽ bằng x2, thấy không? Hai cái biến trạng thái nó sẽ bằng nhau. Nhớ là phải với cái điều kiện đầu là x1 tại thời điểm không bằng bao nhiêu, x2 tại thời điểm không bằng bao nhiêu nha. Điều kiện đầu khác nhau thì cái t này cũng sẽ khác nhau đó.